Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện các trang mạng xã hội Facebook đăng mạo danh hình ảnh của báo Thanh niên và bác sĩ Trương Hữu Khanh là chuyên gia dịch tễ học, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1, đăng tải thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích bán thuốc chữa bệnh tiểu đường. Mặc dù lượng tương tác không quá nhiều, nhưng hành vi mạo danh này vô cùng nguy hiểm. Một trang Facebook dùng cảm ơn xét báo thanh niên và hình ảnh bác sĩ Trương Hữu Khanh sau khi đã chỉnh sửa một cách lộ liễu để đăng kèm thông tin như cả nước đều bị sốc, các bác sĩ Việt Nam đã phát minh ra một loại thuốc đánh bại bệnh tiểu đường. Thuốc đã cứu 96% bệnh nhân đái tháo đường. Phía dưới hình ảnh trang này còn để lời nhắn, tất cả bệnh nhân tiểu đường cần biết điều này và gắn đường link truy cập. Khi nhấn vào đường link này, mọi người sẽ đọc một bài viết về chế độ ăn cho người tiểu đường tiếp 2, một số câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh tiểu đường. Phía dưới bài đăng mạo danh có hình ảnh của báo thanh niên và bác sĩ Trương Hữu Khanh, một vài tài khoản Facebook cá nhân để lại bình luận có nội dung bày tỏ sự vui mừng sau khi đọc thông tin này. Tuy nhiên, sau khi tương tác, tìm hiểu thì đây đều là các tài khoản Facebook ảo, không có tương tác trên trang cá nhân và khi liên lạc sẽ không có sự phản hồi. Ở phần giới thiệu, Trang Bảo Danh viết đây là trang sức khỏe và sắc đẹp với 29 lượt thích, 30 người theo dõi và thường xuyên đăng các bài viết liên quan đến làm đẹp. Các bài đăng hầu như không có lực tương tác trên mạng xã hội. Trang mạo danh này còn để địa chỉ email, website, nhưng khi phóng viên báo thanh niên thử liên hệ với những địa chỉ này thì đều không liên lạc được. Thưa quý vị, hành động này là trái với quy định của pháp luật vì gây ảnh hưởng tới uy tín của báo thanh niên và bác sĩ Trương Hữu Khanh, đồng thời dễ khiến cho người dân bị lợi dụng. Trao đổi với báo thanh niên, bác sĩ Trương Hữu Khanh khẳng định hình ảnh và thông tin về việc tìm ra loại thuốc chữa bệnh tiểu đường là sai sự thật. Bác sĩ Trương Hữu Khanh rất bức xúc về việc mạo danh bản thân ông và cả báo thanh niên nhằm mục đích bán thuốc chữa bệnh. Do vậy, bác sĩ cho rằng người dân cũng cần nâng cao cảnh giác để không mua nhầm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc hết hạn, thuốc giả. Cũng theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, thời gian qua đã có rất nhiều người nhắn tin, gọi điện và thậm chí là mua thuốc vì nhầm tưởng bác sĩ Khanh là người bán thuốc. Thuốc được bác sĩ Khanh phát minh hoặc là người kiểm chứng. Vì bác sĩ cũng khẳng định không bao giờ quảng cáo các loại thuốc tràn lan trên mạng xã hội. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bác sĩ Khanh bị lấy hình ảnh mạo danh để bán thuốc chữa bệnh. Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ thêm rằng, các trang mạng thường bán sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng nên không cần đơn thuốc của bác sĩ. Bác sĩ Khanh cũng nhắc người dân nên cẩn thận khi mua những loại thuốc không phải của bác sĩ chuyên khoa. Trước khi mua, nên hỏi lại người có chuyên môn vì việc mạo danh trên mạng xã hội rất nhiều. Các chiêu trò cũng tinh vi hơn, khiến nhiều người hiểu lầm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn cùng kênh youtube của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.